Người Chăm là một trong những dân tộc sinh sống lâu đời trên vùng đất miền Trung. Họ có một nền văn hóa rực rỡ và phong phú với những nếp sống gia đình, lễ nghi tôn giáo khá độc đáo. Ở Ninh Thuận và Bình Thuận có những Palai Chăm sống cạnh khu ấp Người Chăm, có khi san sát nhau, rất đoàn kết, chan hòa, nhưng lại không bao giờ trộn lẫn nhau về mặt thổ cư cũng như bản sắc văn hóa. Họ giữ nề nếp riêng, lối sống riêng của cộng đồng mình do những lễ nghi tôn giáo và phong tục tập quán quy định. Chính những nề nếp riêng đó làm cho cuộc sống của cộng đồng Người Chăm lúc nào cũng đậm đà bản sắc dân tộc. Chính thói quen quần cư ấy đã tạo cho cộng đồng Người Chăm lối sống đoàn kết và nhiều phong tục tập quán đẹp còn lưu truyền đến ngày nay. Tinh thần đoàn kết ấy được cộng đồng Người Chăm tạo dựng nên từ những đơn vị cơ bản nhất, đó là gia đình. Nếu như Palai Chăm là đơn vị cư trú cổ truyền mang tàn dư của công xã nông thôn, thì gia đình lại là bộ phận hình thành nên đặc trưng ấy. Gia đình trong Palai Chăm được tổ chức theo hình thái gia đình mẫu hệ, bao gồm gia đình lớn Mungavom Prong và gia đình nhỏ Mungavom Sit. Thành viên cơ bản trong gia đình được tính theo huyết thống bên mẹ. Trong mỗi gia đình có đàn bà lớn tuổi đứng đầu gọi là Po Thang, chủ nhà. Các gia đình có cùng chung một mẹ sinh ra, thường bố trí chung nhà cửa trong một khuôn viên. Tương tự như vậy, các gia đình chung một dòng họ phía mẹ thường bố trí nhà cửa cùng dãy với nhau. Mỗi dòng họ có một tộc trưởng đứng đầu gọi là A Kho Gop. Đồng bào Chăm có tập quán bố trí cư dân theo hình bàn cờ. Mỗi dòng họ, mỗi nhóm gia đình thân thuộc hay có khi chỉ một đại gia đình ở quay quần thành một khoảng hình vuông hoặc hình chữ nhật. Trong làng, các khoảnh như thế ngăn cách với nhau bởi những con đường nhỏ. Phần lớn, làng Chăm có dân số khoảng từ 1.000 đến 2.000 người. Khách thập phương đến các vùng dân tộc Chăm sẽ hẳn ngạc nhiên không ít về cách bố trí nhà cửa ngay hàng thẳng lối của thôn xóm. Mỗi ngôi nhà phải có rào dậu xung quanh. Rào dậu thường làm bằng cây tre khô, nay được thay thế bằng các loại cây sống như cây keo dậu, cây thuốc dấu, cây bông bục hoặc được xây bằng táp lô. Tất cả dãy nhà này đều xếp theo hướng bắc nam thẳng tắp và cửa ngõ đều đồng loạt trổ về góc tây nam và hướng về phương nam. Không một người nào dám xé lẻ, nghĩa là tự xây dựng một ngôi nhà riêng lẻ, không đứng vào dãy rào nào. Làm như thế, Người Chăm tin là sẽ gặp nhiều xui xẻo, bệnh hoạn, làm ăn không phát đạt, gặp nhiều rủi ro trong đời sống. Đây cũng là ưu điểm lớn của phong tục tập quán Người Chăm, góp phần làm cho cuộc sống được nhiều thuận lợi, hướng đến văn minh và tiến bộ. Đi ra ngoài cái phạm vi của cộng đồng xã hội á, thì nó đoàn kết là trên phương diện là khi nào có cái lễ hội, lễ nghi, có cái đám gì đó, đám tang, đám cưới, ví dụ vậy đó, thì tất cả bà con ai nấy cũng đều mà là để mà tới, để mà trợ giúp với nhau, để mà làm một cái đám lễ nghi rồi cho nó hoàn thiện, cho nó tốt, có ý nghĩa. Ví dụ như trong một cái đám cưới, thì bây giờ đám cưới của một gia đình nào đó, trước nhất là trong cái họ tộc, nhưng mà bạn bè ở trong hàng xóm này kia nọ cũng từ tới rất đông, để mừng hai cháu được trăm năm hạnh phúc đó, thì cũng là đoàn tinh thần đoàn kết. Thì trong cái đám tang cũng vậy, đám tang thì nó là trong cái đám tang Người Chăm nó nhiều khi nó kéo dài được 3-4 ngày, mà là nó làm những như việc mà nó phải có nhiều người, cho nên nếu gia đình này mình không đi tới gia đình khác thì tới phiên mình lại không có ai, cho nên từ cái này là có đi có lại cho nó vừa lòng nhau á, từ chỗ đó là nó lại đông người. Cái thứ hai nữa là ta đi để là một mặt hơn 10 gói, thể hiện tình cảm của quê hương, cái cộng đồng, của làng xóm. Đó thì đi, có nhà thì nghèo quá, thì cái người lại đổ tiền cho để đóng góp. Thì nó thể hiện cái đoàn kết chỗ đó. Mối quan hệ gia đình của Người Chăm thường không chỉ thể hiện trong một mái nhà, mà tình cảm gia đình thể hiện ở cả một quần thể nhà, trong một khuôn viên. Mối quan hệ của các nhà trong quần thể này
đã thể hiện hình thái gia đình lớn mẫu hệ để trở thành các gia đình nhỏ với các ngôi nhà ngắn. Mỗi nhà trong khuôn viên có tổ chức mặt bằng khác nhau. Với cách tổ chức này, một gia đình sẽ có nhiều đời cùng chung sống trong một khuôn viên san sát nhau. Và như vậy, đó chính là tiền đề để các vốn văn hóa của tộc họ người Chăm được lưu truyền tiếp nối. Đơn vị cơ cấu căn bản của hệ thống thân tộc người Chăm là mẫu hệ gia tộc. Những sinh hoạt làng, gia đình, tộc họ của người Chăm phản ánh đậm nét chế độ mẫu hệ thể hiện ở các mặt như sự phân hóa xã hội, quan hệ về gia đình và hình thức hôn nhân, hình thái tín ngưỡng, phương thức sản xuất và quyền sở hữu tài sản. Vì vậy, cơ chế xã hội truyền thống người Chăm gắn bó chặt chẽ với nhau và được vận hành bằng luật tục. Họ sống trên cơ sở bình đẳng, đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, cùng nhau bảo vệ, lưu giữ thuần phong mỹ tục, những giá trị văn hóa của tổ tiên. Có thể nói, làng Palay, gia đình người Chăm là mắt xích quan trọng, gắn liền chặt chẽ với nhau, tạo nên một cơ cấu xã hội cổ truyền bền vững, trở thành cái nôi bảo tồn và lưu giữ văn hóa Chăm, lễ hội Chăm trong suốt những tháng năm thăng trầm của lịch sử dân tộc. Người Chăm ở Bình Thuận có một nền văn hóa nông nghiệp phát triển lâu đời. Cuộc sống chủ yếu gắn với nông nghiệp, bởi vậy người Chăm có một hệ thống lễ nghi nông nghiệp đồ sộ, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa dân gian hiện còn đáp ứng nhu cầu của người Chăm. Sinh hoạt trong một xã hội gần như khép kín, người Chăm đã phát huy tính cộng đồng đến mức độ khá cao. Trong các đám đình, đặc biệt là đám tang, người Chăm thường ngưng tất cả các hoạt động của mình, dù là hoạt động mang tính cấp bách và quan trọng của các gia đình, để tụ tập lại, hầu giúp đỡ và an ủi gia đình đang gặp chuyện không may. Trong các tập tục, lễ nghi cúng tế lại càng thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái này. Ví như, nếu một gia đình nào trong làng có người mất, thì các hoạt động cúng tế hay vui hội ở các gia đình khác trong làng đều phải hoãn lại và chờ người chết sau khi được mang đi chôn thì các hoạt động đó mới được trở lại bình thường, dù cho các gia đình có cách xa nhau và không quan hệ với nhau về mặt họ hàng. Trong những ngày lễ trọng của làng, ta lại thấy mọi người lại tập trung đến đền tháp, tự chọn những công việc phù hợp để thực hiện, dù cho không được ai mời hay chỉ định. Những ngày hội lớn của người Chăm như Ramuwan, KT, người ta lại được chứng kiến cảnh cộng đồng người Chăm cùng nhau hành hương về với cội nguồn. Trong lễ tảo mộ của người Chăm Bà Ni, tại khu nghĩa địa của làng, hàng ngàn người với những trang phục truyền thống lại cùng nhau thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Còn đối với người Chăm Bà La Môn, các dịp cúng tế lớn của dòng họ từng gia đình lớn hay của làng đều có sự tham gia rất mạnh của bà con làng xóm, bởi những nghi lễ thường rất phức tạp và nhiều công đoạn. Đi giúp nhau trong ngày lễ, ngày hội, ngoài ý nghĩa là tình làng xóm cộng đồng, mọi người tham gia vào các công việc của từng lễ hội còn có ý học hỏi thêm kinh nghiệm để khi gia đình mình tổ chức sẽ được thuận lợi hơn. Nhờ ý nghĩ như vậy, nên các lễ hội trong cộng đồng người Chăm thường là nơi tập trung hầu hết những tay thợ khéo, từ việc thực hiện các lễ vật chân cúng đến các món ăn đãi đàn khách phương xa. Mặt khác, những công việc thông thường nhưng vượt quá sức lao động của các thành viên trong gia đình như dỡ nhà, xây nhà, trét tường, lợp tranh thường phải nhờ đến lao động cộng đồng. Bà con láng giềng đến giúp đỡ nhau một cách vui vẻ. Các ông thì làm những công việc nặng nhọc, các bà thì nấu nướng phục vụ. Cách làm vần công, đổi công đã được bà con người Chăm vận dụng khá hay. Đi liền với nó là sự ứng xử khéo léo và chân thành. Trong các dịp lễ hội hay ngày thường, những khách thập phương đến với Palay Chăm đều cảm thấy có sự tiếp đón và đối xử khá nồng hậu. Tinh thần hiếu khách là một trong những đặc trưng sinh hoạt của xã hội người Chăm. Sự hiếu khách của người Chăm cũng mang ý nghĩa tôn giáo. Năm nào gia đình có nhiều khách thì năm đó sẽ có nhiều thuận lợi phát đạt trong việc làm ăn, người Chăm hiểu như thế. Chính vì vậy mà mỗi khi được đãi đằng, không phải khách mà là chủ nhà có nhã ý cảm ơn.
Có như vậy, họ mới lấy làm thanh thản và sung sướng vì đã làm được một việc tốt và sẽ được quả phúc, đúng như câu tục ngữ Chăm. Tôi tâm mưu bạc gà, dâu bà mưng gà tâm mưu sang. Có nghĩa là khách bước qua rào như mang lại sự giàu có vô nhà. Ngoài ra, sự hiếu khách của người Chăm còn mang ý nghĩa giao tế và thể diện. Thành ngữ Ly Thay Pa Doa có nghĩa là cơm gửi của người Chăm. Trong trường hợp này còn hàm ý là có qua có lại, đầy tính lịch thiệp và nhân văn. Họ còn hiểu rộng hơn vấn đề sự thế này như một ý nghĩa đạo đức, để đức cho con. Nghĩa là hôm nay ta đối xử tốt với khách thì ngày mai ta hay con ta sẽ được đối xử tương tự. Sự giao tế của người Chăm không những mang nặng tình nghĩa và đạo đức mà còn chứa đựng cả một triết lý nhân quả. Cũng nằm trong tính cộng đồng này, người Chăm hưởng ứng rất nhiệt tình các đợt quyên góp mang tính cách xã hội như góp quỹ khuyến học, góp quỹ hỗ trợ cho gia đình nghèo, hỗ trợ bảo lục. Với một tâm hồn phóng khoáng, người Chăm luôn yêu thích văn nghệ. Vì vậy mà các đêm văn nghệ vì mục đích từ thiện ở vùng nông thôn Chăm đều được những người nông dân hoàn toàn không dư giả gì đã tự động đến sân khấu dâng biếu tiền bạc ủng hộ đêm văn nghệ. Và khi loan báo danh sách hảo tâm, từng đợt người tiến lên làm nhiệm vụ của mình một cách vui vẻ và phấn khởi. Ngày nay, trong cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa mới ở vùng Chăm, các cấp có thẩm quyền cũng cần hiểu rõ tính cộng đồng làng của người Chăm rất cao. Người Chăm thường sống quần cư thành từng xã, từng dòng tộc. Các dòng họ tạo thành làng gắn với sự tồn tại và phát triển của làng. Trong gia đình, dòng họ, có người làm việc tốt, thi cử đỗ đạt, thì cả họ tự hào với làng, cả làng tự hào với xã. Ngược lại, ai làm điều xấu, điều ác thì bị cả họ, cả làng phê phán, chỉ trích và phạt vạ theo luật tục. Đây là một đặc điểm tốt, rất có lợi trong việc vận động xây dựng đời sống văn hóa mới nếu chúng ta phát huy được vai trò của các mối quan hệ cộng đồng làng, nhất là các già làng, trưởng tộc, các vị chức sắc tôn giáo. Kinh tế phát triển đã tạo tiền đề cho tình hình văn hóa xã hội trong vùng Chăm những diện mạo và sắc thái mới. Mạng lưới trường học, trạm y tế ở các vùng Chăm đều được phủ kín. Giáo dục đào tạo và y tế tiến bộ đáng kể. Chính trị xã hội ổn định, đoàn kết dân tộc được củng cố. Văn hóa vùng Chăm cũng có nhiều khởi sắc. Phong trào xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa được đồng bào Chăm hưởng ứng mạnh mẽ và thực hiện đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ mê tín dị đoan và các tập tục lạc hậu ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống từng bước đang được hạn chế và đẩy lùi. Đời sống văn hóa tinh thần của vùng đồng bào Chăm ngày càng được nâng cao, các giá trị văn hóa được bảo tồn, khai thác và phát huy. Để đạt được những kết quả đó, trước hết phải khẳng định rằng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào Chăm là đúng đắn, đang từng bước đi vào cuộc sống của mỗi vùng, mỗi nhà đồng bào dân tộc Chăm. Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở nói chung của vùng đồng bào dân tộc Chăm nói riêng là mục tiêu xây dựng nền văn hóa mới, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư nhằm góp phần thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Nghiên cứu xây dựng đời sống văn hóa vùng Chăm trong giai đoạn hiện nay cần hết sức lưu ý đến những truyền thống văn hóa có tính đặc thù để có những định hướng đúng đắn, sát hợp, tạo thành cuộc vận động trong toàn cộng đồng. Có như vậy mới đạt hiệu quả cao.